Nhịp số 7 và bước lên chuyển thành tăng sâu. Đỡ cảm thấy hoài. Chào mừng các bạn đến với Tendo Can You và tiếp tục series dạy và học Tendo. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn bài viền số 3. Chúng ta cùng nhau thực hiện và theo dõi nha. Ở bài viền số 3 này có số một số động tác cơ bản như sau. Về động tác tấn thì chúng ta cũng có các động tác tấn như sau: tấn, tấn bước và tấn dài. Tấn bước thì tấn dài thì ở video trước là mình hướng dẫn rồi. Thêm một tấn nữa là tấn sâu. Đây các bạn quan sát tấn sâu. Đây là tấn sâu. Một chân, mũi chân thì hướng ra vuông góc. Hai bàn chân tạo thành một góc vuông. Ở bộ tấn thì ở video trước mình đã làm bộ tấn rồi, các bạn bật lại để chúng ta xem. Tấn sâu. Đó, tấn sâu. Tấn sâu phải, tấn sâu trái. Rồi. Chúng ta có động thêm động tác là ngồi động tác đỡ thấp, đỡ trung, đỡ cao, đỡ thấp, đỡ trung. Thì chúng ta có động tác đỡ là đỡ cạnh bằng tay ngồi. Cạnh bằng tay ngồi. Sẽ cạnh bằng tay ngồi. Xuất phát. Từ đây lên rè. Từ đây lên rè. Từ đây lên rè. Lên rè. Lên rè mặt rè. Tiếp tục là các động tác đấm. Là chỉ có đấm đôi. Bài viên số 3 này chúng ta có đấm đôi nha. Đấm ban ban. Bam bam. Đó, đấm đôi liên tục. Có đấm đôi. Thì các động tác của chúng ta chỉ nó cũng đơn giản xoay quanh thôi, mà nó sẽ ghép lại thành một bài viên. Đó. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau thực hiện bài viên đó nha. Bắt đầu. Mình sẽ thực hiện chậm trước, lần thứ nhất chậm và phân tích để các em và các bạn cùng nhau luyện tập. Rồi. Chuẩn bị. Bài viên số 3 có đếm 1. Bước, tăng bước về bên trái, chúng ta đỡ thấp. Nhịp thứ 2. Để áp chân ghi vừa đặt xuống đấm 1, 2. Nhịp số 4 ngược lại bên này. Nhịp số 3 bên này. Nhịp số 4 ốc 2. Nhịp số 5 chúng ta sẽ chặt cổ tay ngồi. Chặt cổ tay ngồi này, ngang cổ thôi, đừng có trên đầu nha, ngang cổ thôi. 5 6 mở. Tay dài ra. Nhịp số 7 và bước lên chuyển thành tăng sâu. Cạnh tay ngoài. Nhịp số 8. Chuyển về cạnh tay ngoài. Nhịp số 10. Hai đòn để chung. 12. Rồi, 13 chúng ta về sau, sau lưng và để thấp. 14 để áp chigi đặt xuống. 15 để thấp. 16. 17 để thấp. Đối với động tác 18, 19, 20 thì mình sẽ liên hoàn 3 đòn: đá, đỡ, đấm. 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 Tiếp đá, đỡ, hét ca. Pro. Sir. Đó là bài viền số 3 chúng ta tập chậm như vậy nha. Đi nhanh thì nó sẽ đi liên mạch và các động tác phải nhuần nhuyễn với nhau. Và đặc biệt ở động tác số 5 và số 6 chúng ta có hai động tác chém. Nè. Chém cổ là một nè. Chém cổ. Chém bằng cạnh cổ tay. Tay ngoài nè. Chém. Cạnh cổ tay trong. Wow. Khi tôi ngửa thì thành bên trong. Rồi đó. Và bây giờ mình sẽ thực hiện liên mạch bài viên số 3 để các bạn cùng các em cùng nhau luyện tập và theo dõi nha. Có những gì thắc mắc thì các em để dưới bình luận để thầy cùng các em chúng ta cùng nhau luyện tập và trao đổi. Rất. Chuẩn bị. Chuẩn bị. Bài viên số 3. Chỉ rất.
Chờ. Và vừa rồi là bài viên số 3. Tiếp các series giữa bài viên này thì các em chúng ta cùng nhau xem và quay chậm lại để chúng ta cùng nhau thực hiện và học cho đúng nha. Hy vọng các em sẽ tiếp tục theo dõi để và đón chờ những video và hướng dẫn dạy và học tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Rất kiểu này.